Xin chào tất cả mọi người, tôi đang đứng ở Liwe. Đúng, hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện về Liwe, về những khó khăn phổ biến mà tất cả các player đều gặp phải. Còn nếu mà muốn nói về nhiệm vụ kiểu sâu sâu thì nó có quá nhiều nhiệm vụ. Nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ chính thì còn nói được, chứ còn nhiệm vụ phụ thì tôi chịu. Nhiều nhiệm vụ quá. Hôm nay tôi sẽ kể về những cái khó khăn phổ biến này, những cái hãm này, những cái gây cho các player mới, các newbie thực sự là đau khổ để có thể cày nguyên thạch, cày nhiệm vụ và cày đồ để có thể nâng up nhân vật. Nói chung là cày thứ, cày tài nguyên. Đó. Thì khi mà bước vào thành phố Liwe thì trước mắt mọi người đó là một thành phố cực kỳ nhộn nhịp. Buổi sáng nhộn nhịp, buổi tối nhộn nhịp, buổi nào cũng nhộn nhịp bởi vì lúc nào nó cũng sáng. Đèn nhiều vãi. So với mắt đầu tiên là Mondstadt thì mình cảm thấy được sự dịu dàng. Không, mẹ nghe dịu dàng nó kiểu sơn sến kiểu gì ấy. Gọi là sự yên bình. Còn Liwe là kiểu sự nhộn nhịp. Là đến thành phố là biết là nó ồn ào, nó tấp nập các kiểu các kiểu. Sau khi đến cảng Liwe thì mình có thể bật được cái thất thiên ấn tượng và nó sẽ mở gần như là hết map Liwe cho mình. Hôm nay cái lần đầu tiên mà tôi đến Liwe tôi phải mất khoảng tầm 1 tiếng để tôi gọi là đi ngắm thành phố. Xong rồi tôi mới bắt đầu làm nhiệm vụ. Về cái sắc đẹp của game và sắc đẹp của Liwe thì nói chung là lúc đầu tôi chơi tôi cũng không để ý đến cảnh quan đẹp cho lắm, bởi vì tôi cũng chỉ quan tâm đến role nhân vật thôi. Hồi đấy thì đúng là tôi chưa biết chơi hưởng thụ đâu. Nhưng may là tôi không skip cốt truyện. Rồi cái khó khăn đầu tiên hôm nay tôi muốn kể cho các ông đó là con rồng đất nham. Lần đầu tiên tôi phải đánh một cái con để farm đồ cho con gì tôi không nhớ lắm. Con rồng đất nham là một trong những con bón hành cho tôi suốt cái quãng đường newbie của tôi. Nhân vật còn chưa khỏe mà con đấy mà chỉ cần khè khè một tí xuống đất thôi là nó có thể tiễn bạn bay luôn về thất thiên ấn tượng. Nó vừa trâu, nó vừa tanh, nó giống cái con cóc ấy, cái con cóc mà bạn của Dòng Ly ấy. Ờ, con cóc đấy còn khó hơn, con cóc đấy còn khỏe hơn, nhưng mà thôi, con đấy thì chắc là tôi không cần phải kể đâu. Bởi vì sau này nhân vật tôi cũng khỏe nên là đánh con đấy cũng không khó khăn lắm. Chỉ là hơi sốc lần đầu ấy, lần sau đánh là đánh con lành ngay mà. Hồi đấy không có con gì, ví dụ nhá, mình có Dòng Ly, mình có khiên thì mình có đánh được với nó. Nó đã trâu thì chớ, nó lại còn kháng nguyên tố. Xong rồi nó sẽ kiểu bắn, nó sẽ kiểu tích tụ trưởng xuống đất. Xong rồi mình không chạy kịp là coi như toang luôn. Chỉ cần dính một đòn đấy của nó thôi là kiểu gì nhân vật của mình toang. Và cái hồi mà tôi chơi đến cái con rồng đất nham đấy thì tôi mới kiểu tôi lên trên Facebook tôi tìm hiểu về xem là các ông đánh con đấy nhanh kiểu gì, nhân vật khỏe hay là ăn bớp đồ ấy. Nhưng mà không có các bạn ạ. Hầu như ai cũng chửi chết con mẹ con rồng đấy. Rồi, để nói về những cái con mà để đánh, để lấy tài nguyên để mình up nhân vật ấy. Thì ngoài con rồng đất nham ra thì chúng ta vẫn còn một con nữa. Cũng khá là quan trọng và cũng khá là khó đánh khi mà chúng ta mới gặp nó. Đó là con nham nguyên bản. Con nham nguyên bản này, nếu mà các bạn có Dòng Ly thì nó quá dễ rồi. Nhưng mà các ông mà không có mấy con trọng kiếm ý, thì các ông đánh nó bằng cứt. Các ông biết rồi đúng không? Cái con nham nguyên bản này cần phải chậm kiếm hoặc là những con nham thì đánh nó mới nhanh được. Chứ còn mấy con khác đánh không nhanh nổi, đánh nó mất có tí máu rồi. Dòng Ly thì chỉ cần dựng hai cột là phá được mấy cột rồi. Là chỉ cần dồn đam vào cái con kia xong rồi đến đoạn cuối mình dồn hai cột. Xong rồi mình ulti phát cuối là xong. Có nghĩa là cái cách đánh nham nguyên bản thì có nhiều lắm. Nhưng mà tôi hầu hết là tôi dùng cái cách này, dùng Dòng Ly cho nhanh. Hồi đấy tôi chỉ có mỗi một con trọng kiếm hay là hai con đấy là Noel hay sao hay là con gì ấy. Tại vì lúc đầu tôi đánh tôi không biết cách hoạt động của nham nguyên bản như thế nào. Tôi đánh nó phải cả chục lần. Nó vẫn sống như nhăn răng không ạ. Tôi không biết là lúc cuối là phải đánh nát cái cột đấy. Và đánh thì cũng không kịp. Thế là toang. Nó hồi sinh lại chứ sao nữa. Nói chung là nham nguyên bản này thì đánh một vài lần là quen. Nhưng mà lúc đầu tôi hơi ngu là tôi không biết phải dùng trọng kiếm. Sau khi các ông đến Liwe các ông mới biết được mấy cái mảnh sắt trắng với cả mảnh pha lê đúng không? Là mình dùng trọng kiếm hoặc là mình dùng mấy con nham thì mình phá đấy rất là nhanh đúng không? Nhưng mà hồi đấy mình làm gì có, mình đã biết gì đâu. Mình đến nơi rồi mình thấy mấy cục đấy mình đập thử, thế là thấy nó mất máu. Thế là hồi đấy tôi không biết, tôi không dùng trọng kiếm, tôi dùng con mẹ kiếm đơn hoặc là giáo. Đánh mãi đéo được luôn, đánh mấy cục sắt trắng với cả mấy cục pha lê đánh. Ừ thì đánh lâu nhưng mà nó còn vỡ đúng không? Phải mấy cái cục mà nó đéo vỡ cơ. Mấy cục mà đánh mãi nó đéo thì vỡ được ấy. Ôi dồi, nói chung là hồi đấy mất thời gian lắm. Rồi,
tiếp theo khi mà các ông làm nhiệm vụ, các ông sẽ gặp được những vị thần như thế nào. Vị thần như kiểu Zhongli chẳng hạn là chuyện rất là bình thường đúng không? Khi mà các ông làm được nhiệm vụ tôi quên mất rồi, các ông sẽ gặp được con cò. Hầu như là ai mà chơi lâu rồi cũng biết cái con cò ấy trông như nào đúng không? Có mấy con cò lận cơ. Hồi đầu tôi còn tưởng nó là nhân vật có thể chơi được. Thế là tôi mới kiểu tôi thấy nó ngầu, tôi thấy nó có vẻ khỏe. Nhưng mà không, tôi nhầm rồi, nó chỉ là nhân vật ở trong nhân cốt truyện thôi. Nhưng mà công nhận là hồi đấy tôi nhìn thấy con cò đấy tôi muốn chơi nó thật. Chơi, chơi đánh nhau. Đây, có một câu chuyện nữa, đó là cái địa hình của Liyue nó rất là gập ghềnh, nó rất là nhiều núi. Mà trèo không phải là muốn trèo đâu là được đúng không? Thể lực có giới hạn. Cho nên là để mà 100% mấy cái khu này nó cực kỳ khó. Đối với tôi nó là một trong những map khó nhất để được 100% luôn. Bởi vì núi rất là cao, Khánh Vân Đỉnh cũng rất cực kỳ cao đây. Mấy cái chỗ hoang, nói chung là cái chỗ nào của Liyue nó cũng rất là cao. Nó gập ghềnh, nó lên xuống. Mà muốn trèo ấy thì mình phải tìm cách để mà trèo, mình tìm lối để mà trèo, chứ mình không thể mà trèo từ chân núi lên đến đỉnh núi được. Mà hồi đấy mình còn thể lực mình còn đang kém cơ. Hồi đấy thể lực mình còn chưa nâng hết được thất thiên thần tượng. Thế là thể lực yếu, phút thì cũng không đủ. Đấy, thế là hồi thời gian đầu đúng là cực kỳ khó khăn cho với những người mới chơi, là để được 100% map. Hồi đấy tôi còn chả quan tâm đến chuyện 100% map để làm gì. Tôi không hiểu phần trăm này làm gì. Sau đấy tôi mới nhận ra là à, tìm hết dương giấu ở trong map thì sẽ được 100%. Hồi đấy tôi tưởng là tìm hết dương là xong rồi, nhưng mà không. Tìm dương này, tìm nham thần đồng này, tìm mấy cái dương gỗ ở dưới nước này, tìm mấy cái cục đá ở trên đất này, mấy cục đá bé tí không thể nhìn thấy nổi luôn ấy. Lúc nào nó cũng giấu cái chỗ cực kỳ kín và thầu như là đéo thì mới nổi này. Rồi mình phải đánh cả mấy cái thử thách, mấy cái khiêu chiến ấy, mấy cái khiêu chiến mà bắn thời gian, nói chung là mấy cái khiêu chiến như thế. Tìm mấy thứ đấy thì mới được 100%. Nên là thỉnh thoảng tôi cứ dính đến khoảng tầm 99%. Tôi đéo hiểu là ô thế 100% còn lại đâu mà tìm dương mãi, đéo còn cái dương nào nữa. Hồi đấy tôi còn chăm đến cái mức mà tôi lên Hoyo Lab để tôi tìm bằng được mấy cái dương còn lại. Một trong những cái khó khăn phổ biến mà ai cũng gặp phải nếu mà người, nếu mà ai mà kiểu bị OCD giống tôi. Nhưng tôi nhìn thấy 99% tôi thấy ngứa mắt lắm. Tôi làm phải làm 100% luôn cơ. Kể cả có thừa vẫn, đương nhiên rồi, khi mà làm 100% thì nó sẽ vẫn sẽ thừa mấy cái dương ra, khoảng tầm chục dương hay là hơn chục dương gì đấy, hoặc là thừa thêm mấy đồ để mình nhặt nữa. 100% không phải là hết dương đâu. Thi thoảng mà tôi quay lại Monstat này, 100% từ cái đời nào rồi, nhưng mà tôi không biết là người ta add thêm dương hay như nào, nhưng mà cứ lúc nào quay lại ấy, thỉnh thoảng thôi nhá, nếu mà trên 100 lần thì được khoảng 1 đến 2 lần thôi, là tôi sẽ tự nhiên tìm được một cái dương ở đâu đấy, tôi đéo biết tại sao. Mà rõ ràng là mình đi Monstat mòn mẹ cả đít rồi, nhưng mà vẫn tìm được cái dương. Đéo hiểu đâu ra, chắc là người ta add vào hay là, hoặc là mình mắt lé. Nói chung là 100% để trông cho nó được ngứa mắt thôi. Chứ còn để mà hết dương thì chắc chắn là không hết dương được. Hồi đấy thì đây 100% Khánh Vân Đỉnh là đủ vỡ mồm rồi. Nói chung là mấy cái chỗ mà cao với cả thấp nó lẫn lộn lẫn nhau như này thì tìm cực kỳ khó. Thậm chí nó còn mấy cái dương nó còn để ở trên cái má núi ấy. Cái phần mà nó cực kỳ cao mà kiểu mình đéo biết cái nào đấy, chỉ có lên đỉnh để trèo xuống. Chứ mình đéo có chuyện mà từ dưới trèo lên, tìm mấy cái chỗ đấy đéo phải nhìn thấy được luôn cơ, phải bay mới nhìn thấy được. Nói chung là khó lắm. 100% hồi đấy với tôi là cực kỳ xa xỉ, một điều gì đấy cực kỳ xa xỉ. Hồi đấy tôi chăm vãi, cứ mỗi ngày tôi chơi khoảng tầm 10 tiếng, hơn 10 tiếng chỉ để chạy map thôi. Mà chạy nhiệm vụ xong hết rồi, chỉ có chạy tìm dương nốt cuối cùng thôi. Còn nói về nhiệm vụ ở Liyue thì đúng là một trong những nhiệm vụ nổi tiếng nhất là đánh nhau với cả ba con rồng nước. Thực ra là đến tận bây giờ ấy, nếu mà kiểu có mới chơi thì chơi đến đoạn đấy cũng nhanh thôi mà. Hồi đấy mình cứ mất thời gian bởi vì mình quan tâm đến bi nhân vật, mình tìm đồ với cả mình chạy loanh quanh để mình ngắm cảnh. Chứ còn nếu mà để gọi là làm nhiệm vụ mà tập trung ấy, tập trung làm nhiệm vụ với cả chạy map thì nó dễ mà. Đến nhiệm vụ ấy dễ. Một trong những nhiệm vụ ngầu nhất là nhiệm vụ đánh nhau với cả ba con rồng nước ấy. Tôi không nhớ nhiệm vụ đấy nó chi tiết như thế nào, nhưng mà tôi chỉ nhớ đến cảnh mà khi mà Ninh Quang biến thần đánh chết con nham đấy, à đánh chết con rồng nước đấy, cộng thêm cả Shen He mẹ xoẹt cho một phát đóng băng hết tất cả biển. Nói chung là ngầu lắm. Ông nào mà newbie, ông nào mới chơi thì các ông nên chơi nhiệm vụ đấy, và tốt nhất là đừng skip cốt truyện, tập trung cốt truyện đi.
Tôi ủng hộ những người chơi cùng cốt truyện, người ta đã mất công người ta làm cho cốt truyện cho mình rồi, đến lúc mình làm lại skip cảm thấy có lỗi vãi cứt. Nên là tôi ủng hộ công đọc cốt truyện nhá, kể cả nó có dài hay nó như nào nữa, bởi vì tôi là một người chơi mà thực sự là quan tâm đến cốt truyện, quan tâm đến những cái cốt truyện người ta xây dựng. Nói chung là người ta đã làm rồi thì mình nên hưởng thưởng thức đúng không nhá. Còn nếu mà công chơi skip thì cũng được, nó chả làm sao cả, nhưng mà nó chỉ là hơi tiếc thôi, không, khá là tiếc, không phải là hơi. Có nghĩa là khi mà cái cảm xúc của các ông khi mà đọc cốt truyện, mà các ông hiểu cốt truyện ấy, cái cảm xúc khi mà cái cốt truyện nó chuyển cảnh hay là nó kết thúc như nào đấy, các ông sẽ hiểu được cốt truyện là như nào, và các ông sẽ hiểu được cái tính cách của nhân vật, cái cảm xúc của nhân vật lúc đấy như nào, và các ông sẽ thấy cái game này hay hơn nhiều. Kể cả những cốt truyện mà không có lồng tiếng là cái nhiệm vụ thế giới ấy, các ông cũng nên đọc cốt truyện một chút cũng được, đọc qua qua cũng được, miễn sao là các ông hiểu cái câu chuyện nó như nào thì các ông sẽ thấy được cái cốt truyện của Genshin nó cực kỳ là hay và chi tiết nhé. Bye bye mọi người, hẹn mọi người tới tiếp theo. Bye bye.